Cỏ đuôi chuột. Trong video này mình sẽ nói về công dụng của cỏ đuôi chuột cũng như những lưu ý khi dùng cây cỏ này. Thì cỏ đuôi chuột nó có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng lợi tiểu, thanh nhiệt và giải độc. Do đó nhân dân chúng ta thường dùng loại cỏ này để chữa chứng như là mụn nhọt, sưng đau, hay là thấp khớp, viêm đường tiết niệu, sốt, cảm lạnh, ho và một số chứng bệnh thông thường khác. Thì cái cỏ đuôi chuột nó còn có tên gọi khác nhau là cây điềm thông hay là bông bông, cây đuổi bếp, cỏ đuôi lương hay là cây mạch lạc, hải tiên. Cái tên gọi hải tiên cũng thường dùng trong dân gian chúng ta đó, nhiều nơi nó thường gọi là cây hải tiên hoặc là cây mạch lạc. Thì cái cỏ đuôi chuột là một loài thân thảo sống lâu năm các bạn. Cây này nó cao cũng tầm ngang ngực mình đấy, nếu mà cao trưởng thành lớn ấy thì nó cao cao khoảng ngang ngực, và nhiều nơi người ta trồng tốt có thể cao đến khoảng 2 mét luôn đó các bạn. Do cái hoa khi nó ra thì như bạn thấy cái hoa nó ra nó lên một cái ngọn thiệt cao. Thì cái cây này mới nhìn sơ qua cái lá của nó giống như lá cái cây kinh giới đó các bạn, rau kinh giới đấy, nhìn nó rất giống, và hoa của nó có ra có màu tím nhìn cũng đẹp. Hiện tại thì ở nhiều nơi ở nước ta chúng ta trồng cây này số lượng lớn để làm cây dược liệu đó các bạn. Thì bộ phận cây dùng thuốc cái cỏ đuôi chuột là toàn thân cây luôn các bạn. Cây này có thể thu hái quanh năm. Cây cỏ đuôi chuột nó có nguồn gốc xuất xứ từ châu Mỹ. Hiện tại thì nhiều người dân được đem về nhà trồng ở hai bên bờ rào rồi đấy, trồng làm cảnh đấy. Tại nó ra cái hoa màu tím cũng rất đẹp. Và cây này có thể thu hái quanh năm. Khi thu hoạch xong thì các bạn đi rửa sạch và loại bỏ những cái lá cũng như là thân hư đi. Sau đó cắt, cắt đoạn khoảng tầm từ 4 đến 5 cm và phơi khô. Và khi bảo quản thì các bạn có thể bỏ trong bị ni lông và để nó khô ráo để dùng dần. Trong lá và thân cây của cây đuôi chuột này nó có chứa những thành phần rất lợi cho sức khỏe chúng ta, và được các nhà khoa học đã nghiên cứu và dùng nhiều. Rồi, cây cỏ đuôi chuột nó có công dụng gì và cụ thể là sao? Thì tác dụng của cỏ chuột là cái tác dụng lợi tiểu, giải độc và thanh nhiệt. Do đó người ta trong người dân ta thường dùng cây này để chữa mụn nhọt hay là thấp khớp, kích lỵ, chảy. Người dân của Brazil đấy các bạn sử dụng cây thảo dược này để trị kích lỵ, thấp khớp, sốt, cũng như là lở loét ở ngoài da rồi đấy các bạn. Còn ở Trung Quốc thì nhiều nơi ta sử dụng cây này để chữa các bệnh như là viêm họng, sỏi đường tiết niệu, là nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rắn cắn. Ở Ấn Độ thì dùng cây này để chữa bệnh độc thủy tinh thể đó các bạn, bệnh vào mắt đấy, và bệnh mụn nhọt lở loét. Theo y học hiện đại nghiên cứu về cây này thì cái cao từ lá của cây đuôi chuột này nó có tác dụng an thần, giảm đau, ức chế vận động, nhưng giảm thân nhiệt. Đồng thời cái cao ethanol chiết xuất từ thân và lá của cây đuôi chuột thì nó có tác dụng làm giãn mạch và chống co thắt. Và một nghiên cứu nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái cao từ cái cỏ đuôi chuột này có tác dụng ức chế hoạt tính của ấu trùng ve ve chó rồi đấy các bạn, và thậm chí là giảm khả năng sinh trưởng của bọ gậy, muỗi. Thì cái này như những gì mình mới vừa nêu thì trong y học hiện đại cũng như là trong nhân dân chúng ta nó có nhiều công dụng rất hay. Cái cỏ đuôi chuột này còn có tác dụng hạ huyết áp, hạ đường huyết rồi đấy các bạn, nên rất tốt cho người bị tiểu đường. Và cách dùng và liều lượng với cỏ đuôi chuột thì thường người ta dùng với dạng thuốc sắc uống đấy, uống kiểu như uống trà đấy các bạn. Thì mỗi lần dùng thì khoảng tầm 1 phần 3 lạng thôi. 1 phần 3 lạng tức là khoảng từ 300 gram ấy, 300 gram cây khô đấy các bạn. Và bỏ vào sắc nước uống. Và bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ đuôi chuột này
Thì nhiều người ta lấy cái cây cỏ lựu chuột này với bà mắm, cây ngưu tắc, ta đem sắc sắc nước uống hoặc là đem giã nát, và đắp lên những vùng bị mụn nhọt hay là viêm da có mủ rồi đấy. Thì tầm từ 2 đến 3 ngày thì mụn nhọt với là viêm da nó sẽ hết hẳn nó vào. Chung là cây cỏ lựu chuột này có thể dùng độc vị hoặc là có thể dùng kết hợp với một số cây thuốc thuốc khác để trị một số bệnh đơn giản mà dân gian ta thường dùng như là mụn nhọt, viêm da hay là viêm cầu họng, chữa bầm tím, vết thương ngoài da, vết thương mô mềm đấy các bạn. Thì có thể dùng cái cỏ lựu chuột này bôi lên, giã nát và bôi lên. Thì trên đây mình nói sơ về một số công dụng của cái cỏ lựu chuột thôi, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở các tài liệu cũng như các thầy từ các thầy thuốc, các chuyên gia về đông y cũng như thuốc nam. Thì một số công dụng mình nêu trên là thường dùng thôi, chứ còn ngoài ra trong nhân dân ta còn thường dùng cái cỏ lựu chuột này để chữa một số bệnh, để chữa nhiều bệnh khác nữa các bạn ạ. Tuy nhiên không phải dùng lúc nào cũng được và ai dùng cũng được nha các bạn. Đã là một cái thuốc rồi thì phải dùng phải có liều lượng và có sự hướng dẫn sử dụng đàng hoàng. Và như lúc nãy mình nói thì cây này có tác dụng hạ huyết áp, nên đối với người bị huyết huyết áp thấp hay là đường huyết thấp rồi đấy thì cũng không nên dùng, và đặc biệt những người phụ nữ mang thai, đang mang thai thì cũng không hạn chế dùng. Cây này nó có tính vị đắng và tính hàn, nên đôi bạn lưu ý khi dùng với số lượng nhiều và lâu dài. Và những người dùng lâu dài là với những người mà thể trạng nó yếu đấy thì sẽ không tốt đâu. Đây là một cây thuốc nên các bạn có thể khi dùng thì các bạn nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc để hiệu chỉnh liều lượng và thời gian dùng sao cho hợp lý. Thường thì người ta sẽ ra bắt mạch và bóc thuốc, thường bóc thuốc mà người ta cho một thang thuốc thì gồm nhiều cái thuốc với nhau chứ không phải là độc vị nha các bạn. Thường dùng độc vị thì thường chỉ chủ yếu là truyền miệng nhau mà dùng thôi, chứ còn nếu đã ra thầy thuốc rồi chắc chắn là sẽ khuyên dùng kết hợp với nhiều loại thuốc khác nữa. Đây 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 cái cỏ lựu chuột, thì các bạn nào thấy hay thì mà thường giống cái năng mà nhà mình thường dùng tới thì các bạn có thể đi mua giống hoặc là xin giống về trồng. Chung cây này nó cũng rất dễ sống và trồng trước nhà nó cũng rất đẹp các bạn ạ. Ra hoa màu tím tím đẹp.